Điều quan trọng nhất đó là việc đổ rác. Ở Đài Loan á, mọi người không phải là lúc nào muốn đổ cũng được mà phải đúng canh theo giờ để đổ. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Nuti. Như đã hứa trong Instagram story lần trước thì mình sẽ dẫn các bạn đi thăm phòng mới của mình, nhưng mà hiện tại là do đồ đạc vẫn còn nhiều quá cho nên là hẹn các bạn lần sau. Thay vào đó thì hôm nay mình sẽ kể câu chuyện là mình đi tìm cái phòng hiện tại như thế nào, cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm dành cho những bạn nào đang có ý định tìm phòng trọ ở Đài Loan. Let's go! Mình mới dọn tới đây một tháng thôi nhưng mà mình khá là thích phòng này, tại vì đây là căn phòng dạng studio, ở trong thì có cả là toilet nè, có bếp, như mọi người có thể thấy đằng sau mình có cả tủ lạnh, máy giặt đều là do một mình sử dụng, cho nên là khá là thoải mái, không bị làm phiền đến ai. Và bên ngoài thì cũng có một cái ban công nhỏ nhỏ đủ để mà mình trồng rau nữa. Mình rất là thích ở đây tại vì nó khá là yên bình, mặc dù là hơi xa công ty một chút nhưng mà nó lại nằm trên cùng một line MRT với lại cái công ty của mình, cho nên mỗi sáng mình đi làm thì mình chỉ cần ngồi tầm 30 phút đó là thẳng một lèo đến công ty luôn, không cần phải đổi line. Giá của phòng mình hiện tại là 11.000 một tháng, chưa bao gồm tiền điện, đã bao gồm tiền nước và tiền phí internet. Tiền điện của mình thì vào khoảng 6 NTD một ký, 1 kW, cho nên là mình cũng chưa biết, tại vì mùa hè mình xài máy lạnh rất là nhiều, hầu như là ngoài trừ những lúc mình đi làm thì mình xài 24/24 luôn, cho nên là mình cũng chưa biết là tháng này tiền điện sẽ như thế nào đây, hy vọng là không có cao lắm. Kể chuyện một chút về cái lý do mà mình đã tìm được cái phòng phòng này, tại vì là lúc trước thì mình đã đi làm rồi và mình khá là bận cho nên là không có thời gian đi tìm phòng, thì mình đã tham gia mấy cái group mà chia sẻ tìm nhà ở trên mạng á, thì mình có thấy là một bạn đăng Facebook cái nhà mình rất là thích và đúng với lại cái mọi thứ mà mình muốn, cho nên là mình đã nhắn tin cho bạn đó, thì bạn đó nói là bạn chỉ là người trung gian thôi và bạn đó sẽ giúp mình đi tìm phòng với điều kiện là mình sẽ trả cho bạn 1.000 giống như là phí cò vậy đó. Thì mình cũng ok. Thì phòng đầu tiên bạn dẫn mình đến xem thì cái phòng nói chung là cũng được, nhưng mà sau đó phát hiện ra là cái người đăng phòng á là một cái trung tâm môi giới khác, tức là nếu mà mình thuê cái phòng này thì mình phải vừa trả cho bạn 1.000 phí tìm phòng cũng như là trả cho công ty đó, cho nên là mình thấy nó hơi vô lý, thì mình nói là thôi mình không có muốn nữa, về nhờ bạn tìm phòng khác, mà phải chắc chắn là cái người mà đăng cái phòng đó là người chủ của phòng. Thì bạn cũng ok, sau đó là bạn tìm được cái phòng này, nhưng mà bạn nói là bạn sẽ lấy 1.500 tiền phí. Xong mình mới kiểu ngạc nhiên là kiểu ủa sao mà lúc đầu thì nói 1.000 mà bây giờ đòi 1.500, thì bạn nói là tại vì mỗi phòng bạn lấy một khác. Cái xong mình mới cảm thấy là thôi, kiểu cảm thấy giống như là bị mất uy tín á, cái mình không có nhận nữa. Thì sau đó mình lên thẳng trực tiếp trang web của 591 thì mình thấy chính xác cái phòng mà bạn đó đăng luôn, thì mình mới biết là thật ra bạn cũng chỉ là người giống như mình á, bạn lên mấy cái trang website mà đăng tìm phòng rồi bạn có thông tin về, sau đó là bạn đăng lên Facebook để giống như là trở thành cái thông tin mà cá nhân của bạn, nhưng mà thật ra cái phòng đó mọi người cũng có thể tự tìm ở bất cứ nơi đâu. Sau đó mình đã tìm thấy được cái contact của chủ nhà và mình liên hệ trực tiếp luôn. Và buổi sáng hôm đó thì mình hẹn chủ nhà đến để mà xem phòng á, thì bạn cũng hẹn đúng y cái giờ đó, hình như là cho một cái khách khác thì phải. Cái xong mình mới đến trước và mình thấy ưng ý cái phòng này quá, xong mình ok luôn. Lúc mà đã ok đặt cọc cái hợp đồng xong hết này nọ rồi, đi xuống thì thấy bạn đi lên và bạn dắt khách khác lên. Cuối cùng thì giống như là kiểu do mình đâu có phải là mình đã lật kèo với bạn đâu, do tự nhiên cái lúc đầu bạn đòi 1.000 thì mình đã ok trả cho bạn, mình đòi 1.500 thì thôi mình tự tìm. Tiếp theo là kinh nghiệm tìm phòng của mình ở Đài Loan thì tương tự như trang web 104 là mọi người tìm việc làm, thì ở trên trang web 591 mọi người có thể tìm thông tin mua bán nhà cũng như là thuê nhà rất là nhiều ở trên đó, và ở trên đó cũng có các thanh công cụ tìm kiếm giống như là thành phố, diện tích hay là mức tiền mà bạn muốn thuê hàng tháng thì rất là tiện. Thông tin ở đây rất là nhiều luôn, chỉ có điều là nó chỉ có tiếng Trung, cho nên là mọi người nếu mà khai khá tiếng Trung một chút thì có thể xài ở đây, còn nếu mà mọi người thích tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh thì có thể tham khảo trên website Greenhouse hoặc là trang Airlog, thì các bạn đều có đăng thông tin tương tự như là 591 nhưng mà số lượng thì sẽ ít hơn. Và cái thứ ba nữa là có thể tham gia các group ở trên Facebook, ví dụ như là Taiwan hay là Taipei Rental Apartment
là những cái trang tương tự như thế thì các bạn đó đều có đăng thông tin bằng tiếng Anh. Mình thấy là nếu mà tiếng Trung của mình không được tốt lắm á, thì mình có thể liên lạc với những chủ nhà mà post bằng tiếng Anh. Tại vì là một số chủ nhà thì họ không có thích cho người nước ngoài thuê, cho nên họ chỉ đăng tiếng Trung không thôi. Và mọi người cũng lưu ý là lúc mà mình tìm phòng ở trên trang 591 á, thì đôi khi đó là sẽ do chủ nhà đăng và đôi khi là sẽ do công ty môi giới đăng, cho nên là mọi người để ý là ở dòng phía bên phải của website thì nó sẽ có thông tin liên lạc á, ở dưới nếu mà không có chữ agent đó, mình không nhớ là chữ tiếng Trung là gì, nhưng mà tiếng Anh là agent, tức là qua công ty môi giới, thì thông thường bạn sẽ phải trả một nửa tháng tiền nhà giống như là phí dịch vụ cho công ty đó. Còn nếu mà bạn may mắn mà tìm được contact để liên lạc trực tiếp với chủ nhà thì khá là tiện và bạn không phải đóng bất kỳ phí dịch vụ nào. Và một thông tin khác nữa là nếu mà mọi người muốn thuê ngắn hạn á, thì mình nghĩ là mọi người có thể lên trực tiếp Airbnb. Có một số nơi thì người ta sẽ cho thuê kiểu thuê theo tháng á. Phòng ốc ở đây rất là tốt cho nên là cũng khá là tiện cho mọi người, thay vì là phải tìm trực tiếp ở trên các website thuê nhà. Tại vì là các website ở đây thì chủ yếu là cho ký hợp đồng từ 6 tháng đến 1 năm trở lên. Ở trên những trang thông tin này cũng sẽ có một số chủ nhà là đăng cái hình ảnh phòng nó hơi ảo một chút, cho nên mọi người tốt nhất là nên đến xem trực tiếp để kiểm tra được là phòng ốc rồi điều kiện vật chất nó như thế nào. Hầu hết những phòng ở Đài Loan thì đều có trang bị đầy đủ những cái nội thất cơ bản, ví dụ như là giường, tủ hay là bàn học, rất là tiện cho những bạn du học sinh hay là người nước ngoài như tụi mình. Và nếu mà mọi người muốn thuê thì mình nghĩ là mọi người nên chụp một cái bức hình cơ bản trước để mà chắc chắn với chủ nhà đây là hiện trạng ban đầu trước khi mà bạn vào thuê, để sau này là có chuyện gì xảy ra thì chủ nhà sẽ không bắt bẻ đó là lỗi của mình. Và yếu tố đầu tiên mà mình phải cân nhắc khi mà thuê phòng đó chắc chắn là tiền. Ở Đài Loan á, tùy theo địa điểm thì sẽ có những giá tiền khác nhau. Mình nghĩ là ở Đài Bắc là mắc nhất thì vào khoảng 8.000 đến 20.000 cho một phòng. Ở Đài Trung và Đài Nam cũng như là Cao Hùng thì giá sẽ rẻ hơn, vào khoảng 6.000 đến 12.000 là mình nghĩ là bạn có một cái phòng mà điều kiện khá là ổn. Như cái phòng hồi xưa mà mình ở Đài Nam thì chỉ có 3.000 một tháng thôi, nhưng mà phải dùng chung toilet với lại bếp với lại những người khác. Ở Đài Loan thì lúc mà bạn thuê sẽ có hai loại phòng phổ biến cần cân nhắc, đó là loại phòng share và phòng studio giống như mình. Phòng share thì thường sẽ là ở trong căn hộ và chung với các bạn khác, có thể đôi khi là xài chung toilet hoặc là đôi khi là share toilet nhưng mà sẽ xài chung bếp và cũng như là các thiết bị là máy giặt, tủ lạnh chung với lại những bạn khác trong nhà. Còn loại phòng studio giống như mình thì tiện hơn là mình có tất cả mọi thứ và đều là của riêng mình thôi. Thường thì phòng studio nó sẽ mắc hơn nhưng mà bù lại thì bạn sẽ được tự do thoải mái hơn. Về chi phí thì tiền thuê nhà ở Đài Loan hầu như là đều có bao trọn tiền nước và tiền internet cho các bạn. Còn tiền điện sẽ tính tùy theo nơi, có nơi thì tính theo giá nhà nước, có nơi thì tính từ 5 đến 6 NTD một ký. Mùa hè thì thường giá tiền sẽ mắc hơn mùa đông. Và nếu mà phòng nào không có internet mà bạn phải đóng phụ thêm á, thì mình khuyên các bạn là nên xài 3G trộn gói rồi share với các thiết bị khác. Tại vì thực ra là mạng 3G ở Đài Loan rất là nhanh, không cần phải dùng thêm cục wifi làm gì cho tốn tiền thêm uổng. Lúc mà thuê nhà thì mọi người nên hỏi kỹ là phòng này có cho nuôi vật nuôi hay không, rồi phòng này có cho hút thuốc hay là những quy định về tiếng ồn này nọ. Tại vì là phòng mình đang ở thì sẽ không được làm ồn sau 10 giờ đêm để tránh ảnh hưởng đến những bạn xung quanh. Và một điều lưu ý khác nữa là phòng của các bạn có gần ga hay không. Tại vì lúc mà mình tìm phòng để mà đi làm thì mình chủ yếu là mong tìm phòng cần công ty, nhưng mà sau này mình nghĩ là chỉ cần gần ga thì đi đâu cũng tiện hết. Còn đối với những bạn mà ở thành phố khác không có MRT á, thì các bạn có thể tìm phòng gần trạm xe buýt, hoặc là nếu mà các bạn đi xe máy thì phải chắc chắn là có bãi đậu xe. Có vài sự thật thú vị mà sau khi thuê phòng ở Đài Loan mình mới biết. Thứ nhất là phòng ở Đài Loan được đo bằng đơn vị thiển, một thiển thì bằng vào khoảng 3,3 mét vuông ở mình. Cái thứ hai là nước ở Đài Loan thì không có nấu uống được, hầu hết là các nhà đều có máy lọc nước riêng, hoặc là nếu mà phòng nào không có máy lọc nước thì các bạn có thể đến trạm bơm nước ở gần nhà, giống như cái cây xăng á, thì mọi người sẽ bơm nước uống. Hoặc là cách thứ ba nữa là các bạn có thể tự mua nước ở 7 giống như mình. Mọi người có thể thấy là hai bình nước phía sau mình. Và cái cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đó là việc đổ rác. Ở Đài Loan á, mọi người không phải là lúc nào muốn đổ cũng được mà phải đúng canh theo giờ để đổ. Như ở khu vực của mình á, thì mình sẽ đổ vào thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và không được đổ vào thứ tư và chủ nhật. Và trong các ngày đó thì chỉ đổ vào đúng 5 giờ chiều và 10 giờ tối thôi. Cho nên là mọi người dù có bận đến mấy thì cũng phải hẹn giờ để về nhà.
ngay lúc giờ đó để mà đổ. Cho nên là mỗi lần mà xe rác tới là đông vui lắm, giống như là họp tổ dân phố vậy đó. Mọi người sẽ thấy nhà nhà ra đứng trước đường và cầm một cái bịch rác và đứng đợi xe rác tới. Đây cũng là điều thú vị ở Đài Loan nhưng mà cũng có hơi bất tiện một chút. Và đây là những thông tin cơ bản dành cho các bạn muốn thuê nhà ở Đài Loan. Nếu các bạn thích vlog này thì hãy nhấn like, chia sẻ và subscribe channel của mình nha. Và ngoài ra nếu các bạn muốn mình làm về nội dung gì trong số tiếp theo thì cũng nhớ bình luận để cho mình biết nha. Hẹn gặp lại mọi người sớm. Bye bye.